này là cái sự liên quan gì đây? À, trắng đen, vàng vàng, xanh xanh. Đúng luôn, hay quá. Cái này là thật là logic nha. Đây là cái bóng này, nó có cái bóng khớp thôi, trùng khớp. Nhà vua và cảnh sát mà. Và thà nhà thám tử. Rồi, cái này là cái gì ta? Tiền nè, tiền với cái thẻ ATM rồi. Mình thấy tiền rồi, trước mắt là tiền, là con mắt sáng rỡ. Nói cái tiền và thẻ ATM trước nha. Táo cân hả? Ủa sao cái cân bỏ cái táo lên. Yeah, miễn sao đúng rồi. Wow, bây giờ là cái gì màu xanh lá cây? Ủa không phải, không phải, không phải. Cái búa với cái búa nè. Ủa, cái búa với cái búa nè. Cái này là hũ, hũ khí với hũ khí nè. Hũ khí nè. Quà và gấu bông này là cái vaccine và ống tiêm. Đó, đúng luôn. Một siêu lượng rất là logic, chìa khóa và ổ khóa đúng chứ. Không phải, không phải rồi. Đây nè, chìa khóa vàng và ổ khóa vàng nè. Cái đinh ốc với cái mỏ lết nè. Cái cửa thì phải có cái chìa khóa đen mới mở ra được. Đúng rồi, chính xác luôn. Rất là phù hợp. Cái này là nói ba phần luôn ha. Giấy nè, giấy đây nè. Vậy giấy viết thì nó có cái ở giữa nè. Cái kiểu à, cái hướng, cái chiều hướng của nó giống nhau. Cái hướng của nó giống nhau. Ào, trời ơi, chính xác. Cũng là một cặp hình giống nhau. Còn cái này nha. Cái này cái hình tượng đó nó là cái gì? Ủa, phải không ta? Đại luôn. Còn len thì ra cái khăn len nè. Còn quên trợ giúp. Còn cái này là đi biển thì phải có bản đồ. Còn cái quả tiễn này phải lên cung trăng mới đúng, phải lên mặt trăng mới đúng. Còn cái đèn thì phải cà ra, ok cà ra, ok luôn, ok kết quả đúng. Rồi tiếp theo, á chìa khóa với cái cửa này nãy mình có làm rồi đây nè. Còn đây là thôi thôi tình nguyện, hiến hết tình nguyện. Em bé thì chỉ cái bình sữa. Rồi ơi, cái viết thì viết ra những trang nhật ký như thế này. Đó, chính xác luôn. Yeah. Meo. Bây giờ thì làm sao? Cuốn dở với cuốn dở nè. Trang dở với trang dở nè. Rồi cây bút máy với bút máy. Còn bút chì, vẽ tranh thì phải có bút sáp tô màu. Hay quá, sườn rất là hay, không có cái nào trống hết trơn. À, xanh dương nè, cây viết xanh thì ra mực xanh. Cây viết đỏ thì ra mực đỏ nè. Cây viết đen cho ra cuốn vở đen, cây viết vàng cho ra cuốn vở vàng. Chính xác, sự lượng này mới là chính xác. Cái này là nó theo màu chứ nó không có theo sự logic kia nữa. Và bây giờ ô cái này là cái giống gì đây? Ơi, khen thầy phải cười nè. Trời ơi, chơi dở là phải dày nè. Rồi còn cái mắt kính đen thì này đi. Còn này hai mắt đi. Wow, mắt kính đen với hai mắt mình bị nhầm. Vậy là cái này là đúng nè. Khen là cái này nè. Dở là cái này, nãy là đúng rồi đó. Còn bây giờ mình đổi lại mắt kính đen với hai mắt là như thế này. Oh, trí nhớ tốt. Bây giờ mình làm gì đây? Cô nào cho bạn khỉ đang cười mà hở răng buồn quá cho nó lấy tay che miệng lại luôn. Hay là nói nhiều quá che miệng lại. Cái này là tương ứng với cái gì? Đây. Cái ba lô đi du lịch thì kết hợp với cái kính râm đi, ví dụ vậy đi. Còn cái này là cái nón này giống như là mình làm lễ ra trường, lễ tốt nghiệp rồi đó, là mình sẽ đi làm cho với cái cặp táp này đi. Còn cái nón này, cái nón mà có cái đôi xanh lá cây thì có lẽ là đi chơi, thì mình sẽ tắt cái bóp đi chơi, đi dự tiệc đám cưới gì đó. Rất là chính xác luôn. Một là một lá nè, hai là hai lá, và ba là bà lá. Đúng luôn. Hay quá chừng hay luôn. Ông cụ ông lão gì cái này gì nó, tại cái mặt nó bự quá, cái mặt nó bự quá cho nó giống nhau đi. Còn bóng có liên quan nè. Lướt ván, bơi lội với chèo xuồng có liên quan với nhau luôn. Đúng luôn, chính xác. Hay quá trời hay. Ủa sao bên ba bên hai là sao? Ba bên hai. Vậy là có khả năng là chỉ có hai thôi.